khi còn trẻ, đừng sợ hãi trước những lời từ chối. Cảm giác bị từ chối nhiều nhất là khi ta bắt đầu cuộc sống sinh viên. Đó là lúc ta bắt nhịp với cuộc sống mới, thả mình vào những trải nghiệm mới. Chúng ta có thể bị từ chối khi ngỏ lời yêu một ai đó, bị những nhà tuyển dụng từ chối vì kinh nghiệm làm việc chưa đủ. Thậm chí, chính bản thân chúng ta cũng phải chấp nhận từ chối nhu cầu của mình, vì cuối tháng thì làm gì có tiền để được ăn cơm với cả đầy đủ rau thịt. Lời từ chối luôn luôn hiện hữu trong đời sống, kể cả khi bước vào điểm kết của cuộc đời. Ta nào có thể từ chối thần chết để tiếp tục mong muốn được sống. Vậy nên khi còn trẻ, ngại chi những lời khước từ bởi những người xung quanh. Sự thật đúng là càng hành động thì xác suất thất bại của bạn sẽ càng tăng lên, nhưng đồng thời khả năng thành công cũng sẽ tỷ lệ thuận. Nếu không hành động thì không có gì xảy ra. Ở tuổi đôi mươi, ta càng bị từ chối nhiều bao nhiêu, ta càng rút ra được bấy nhiêu bài học. Vậy nên hãy cùng đồng hành với tác giả Trang PS tại Spider Room trong video lần này để thay đổi tư duy của bản thân rằng nhận lời từ chối thật ra chẳng đáng sợ đến thế. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dừng ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. 1. Đừng làm theo, hãy đề nghị người khác. Cách đây một tuần, tôi có xem một TED Talk có tên "Tôi học được gì từ 100 ngày bị từ chối". Khá thú vị ở chỗ, anh chàng này đã đi đề nghị người khác bằng những câu hỏi kỳ lạ để người đối diện anh ta phải lắc đầu. Trong tâm trí chúng ta luôn tồn tại một nỗi sợ hãi của việc bị từ chối, cảm giác bẽ mặt, mất sĩ diện ra sao nếu như mà câu trả lời là một cái lắc đầu vô tình lạnh nhạt. Bỗng chốc, ta muốn có một cuộc sống an toàn. Và rồi lại bỗng chốc, cái cuộc sống mà ta vốn nghĩ là nó an toàn, nó lại khiến cho ta bị động và tìm cách lẩn trốn cả thế giới. Nào, hôm nay, bạn hãy thử ghé thăm coffee sách mà bạn yêu thích nhất, thuận tiện cho việc đi lại nhất và đề nghị chủ quán. Em có thể trở thành nhân viên phục vụ ở đây được không? Có rất nhiều người đã không chờ đợi tin tuyển dụng của một doanh nghiệp nào đó để nộp đơn. Họ bắt đầu có công việc bằng cách đi đề nghị người khác. Thật sự, bạn chả mất mát gì nếu như họ từ chối bạn. Thậm chí là bạn học được cách cứng rắn và mạnh dạn hơn cho những lần chai mặt tiếp theo. Có những người từ khi sinh ra, đề nghị gì của họ cũng được người ta đáp lại là có. Cuộc sống diễn ra quá dễ dàng với họ. Nhưng càng đi nhiều nơi, va chạm nhiều thứ, đặc biệt là ở môi trường xung quanh, thì chả có một ai thân quen, họ sẽ phải tập làm quen với những lời từ chối. Quen sớm thì còn dễ, đến lúc đến bên kia cái dốc của tuổi trẻ rồi mới biết cảm giác ấy thì là đã trễ. Có những lúc tôi đi du lịch ở một nơi nào đó, tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng mình sẽ làm gì để người ta có thể cho mình ở lại. Cuối cùng, vì không có sự lựa chọn nào khác, tôi đã phải mở lời đề nghị. Cùng là con người với nhau, nhất định sẽ có những kẻ sẵn sàng thấy cái khó của người ta mà giúp. Nếu sợ bị từ chối, sợ bị xua tay, sợ nhận lại cái lắc đầu, thì bạn sinh ra chỉ để trở thành một người nhút nhát, đi theo dấu chân của người khác. 2. Đi tìm sự phù hợp cho chính mình. Có những người sinh ra mong ước được chinh phục đỉnh núi Everest một lần ở trong đời. Có người hy vọng rằng mình sẽ là nhà văn. Ai đó ước mình sẽ là doanh nhân tài giỏi. Mỗi chúng ta đều có những khao khát riêng, đều có những ước mong thầm kín riêng. Tôi khác anh và anh khác tôi, chúng ta không giống nhau, vốn dĩ là như thế. Chúng ta hãy học cách làm quen dần với những lời từ chối, bởi đó là cách bạn biết điều gì phù hợp với chính mình. Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi đòi mẹ mua cái nọ cái kia, nhiều lần mẹ đã lắc đầu với tôi. Lớn lên tôi nhận ra rằng, chính nhờ những cái lắc đầu của bà mà tôi biết mình nên lựa chọn cái gì mình cần, biết chi tiêu, xài tiền sao cho phù hợp và tiết kiệm. Nếu phụ huynh cứ mãi đáp ứng những nhu cầu của trẻ, lớn lên chúng sẽ đòi hỏi những thứ khác lớn hơn, những thứ mà lẽ ra chúng nên đi làm để có nó. Rồi khi bước vào cuộc sống sinh viên, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể viết hàng tỷ câu chuyện về những vấp ngã của mình. Những lần gửi CV đi thậm chí là còn không được trả lời, qua vòng CV nhưng lại bị trượt ở vòng phỏng vấn. Vốn dĩ chúng ta sinh ra đã không ai hoàn hảo, người ta chỉ nhìn vào sự thành công của những người nổi tiếng mà quên đi mất việc đọc hàng trăm câu chuyện về sự thất bại của họ. Chúng ta quên mất những lời từ chối mới chính là liều thuốc đắng dạ tật, mới chữa trị khỏi những khuyết điểm của chính mình. Những lời từ chối trong tình yêu sẽ khiến chúng ta tỉnh giấc rằng không có vườn hoa hồng nào đẹp suốt bốn mùa, cũng như không có thiên đường ở trên mặt đất. Chúng ta học bị từ chối để trưởng thành,
để biết ai sẽ là người phù hợp đi tiếp với mình trong tương lai. Và có lẽ nếu lúc đó không có lời từ chối của người kia, thì có lẽ nay bạn đã đang đi với cả nhầm người, không có được hạnh phúc như bây giờ. Nếu bạn là người từng trải, bạn sẽ hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết. 3. Nâng cấp chính mình. Không có ai bước gần hơn tới sự hoàn hảo nếu không đi qua những lần được sửa sai. Tôi đã từng nộp rất nhiều bài viết và từng bị từ chối rất nhiều lần. Họ không từ chối đề tài của tôi, họ từ chối văn phong, câu từ mà tôi viết. Để sau đó tôi nhận ra rằng bản thân mình cần cố gắng hơn nữa. Rồi một năm sau đó, khi tôi đọc lại bài viết cũ của mình, tôi đã tự nhủ, sao lúc đấy mình viết non kém như vậy? Có những lời từ chối dành cho ta và hãy xem đó là một món quà, bởi vì nó giúp ta nâng cấp bản thân mình, giúp ta đi đến gần hơn sự hoàn hảo. Tôi vẫn luôn nghĩ chúng ta nên theo đuổi sự hoàn hảo, dẫu biết rằng không ai có thể đạt được đến 100%, nhưng đó là cách mà chúng ta phát triển. Đầu tiên vẫn phải là sự phát triển của riêng ta. Trong tình yêu, có những lời từ chối bắt nguồn từ việc thấy người kia không phù hợp với mình. Ngoài việc không phù hợp về tính cách thì có cả những vấn đề không phù hợp về công việc, địa vị, vân vân. Chúng luôn tồn tại. Đó là lúc chúng ta cần biết bản thân phải định vị mình như thế nào, phải cố gắng ra sao, trở thành ai trong tương lai để bản thân không cảm thấy bị thấp kém. Những lời từ chối ấy có thể khiến cho bạn mất lòng tự trọng, bị tổn thương một thời gian. Nhưng kể từ sau giây phút bạn bị người ta từ chối, thái độ và cách hành động của bạn sau này sẽ quyết định bạn là người như thế nào. Chúng ta sinh ra không phải trở thành những người tầm thường. Những người thành công nhất như là Steve Jobs, Jack Ma cũng đã từng bị từ chối rất nhiều lần. Điển hình là Jack Ma. Cuộc đời của ông gập ghềnh, sóng gió, bị trượt đại học 2 lần, bị hàng chục công ty từ chối. Có lẽ chính vì những lần từ chối ấy mà biến ông trở thành một ông chủ vĩ đại như ngày hôm nay. Phải trải qua bao nhiêu lâu thì một cái cây mới sinh ra trái ngọt. Và chúng ta phải trải qua những lần bị từ chối để cảm thấy cuộc đời này đang và sẽ tiếp tục xảy ra những biến cố mới giúp cho chúng ta trưởng thành. 4. Biết cách thưởng thức gia vị cuộc đời. Chanh chua, táo ngọt, thuốc đắng, lạc bùi. Những gia vị ta nếm trong đời đều cho ta những cảm giác khác nhau, những trải nghiệm rất khác nhau. Chẳng ai sống hết đời mà không uống vài viên thuốc cam. Chả ai đi hết tuổi trẻ mà mong rằng sẽ không bị ai từ chối lần nào. Cứ thản nhiên, cứ can đảm, bị từ chối chả nề hà chi. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn ngâm thơ được ở trong tù giam thì tại sao ta không thể tự do sống ở ngoài song sắt đó? Có thể hôm nay bạn bị từ chối, về nhà thì uất ức, khóc lóc, tủi thân. Nhưng hãy cảm ơn vì sự từ chối đó đã cho ta những cảm xúc phong phú đó. Để về sau, một lúc nào đó ta nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua. Bạn thấy con đường mình đi trải đầy loài hoa khác nhau, không đơn điệu, không tẻ nhạt. Cuộc sống cần những điều thú vị như thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối video. Hãy để lại cho chúng mình biết cảm nghĩ của các bạn ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share để ủng hộ chúng mình. Nút chuông và nút subscribe ở cạnh nhau ấy, các bạn có thể bấm cả hai nút cũng được. Còn đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!